Đình Quý và nhóm tác nghiệp Gia Tính Cao trên Chúa Đời Con xin thân ái kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Gia Tính Ca được hân hạnh đón tiếp hai người, đó là ca sĩ Huy Tâm và nhạc sĩ Hoàng Tiến Vân. Trước khi bắt đầu chương trình, xin mời ca sĩ Huy Tâm gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Vâng, Huy Tâm xin chào anh Đình Quý và đặc biệt chào nhạc sĩ Tiến Vân. Huy Tâm xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Dân Chúa Đời Con hôm nay. Cảm ơn Huy Tâm. Mời nhạc sĩ Hoàng Tiến Vân. Hoàng Tiến Vân cũng xin kính chào quý vị khán giả của đài một lời chào trân trọng nhất. Cảm ơn anh. Bây giờ trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay, cho Đình Quý xin phép được bắt đầu với lại ca sĩ Huy Tâm. Khi mà sinh hoạt với Huy Tâm thì thấy là Huy Tâm là một người rất là đam mê, người rất là dễ thương, rất là đam mê với cả rất là đam mê trong cái ca hát trên hai lĩnh vực tình ca và thánh ca. Bây giờ trước khi mình nói về lĩnh vực thánh ca thì cho hỏi là Huy Tâm đã bắt đầu đi hát từ khi nào? Vì thật ra thì ở bên Việt Nam em đã là một ca viên trong một ca đoàn Thánh Tâm Chúa 10 năm, nên em rất là tâm tình khi hát thánh ca. Điều đó thì mình dám xác quyết một điều là Huy Tâm hát thánh ca rất là đam mê và rất là tâm tình. Yeah. Ngay cả tình ca cũng vậy nữa. Yeah. Thì giữa cái thánh ca với lại tình ca thì trong lĩnh vực nào là Huy Tâm hát trước? Thưa anh rằng là thánh ca là em hát trước. Thánh ca em hát từ khi còn bé. Đến khi em trưởng thành rồi thì em mới chuyển sang hát tình ca. Mà cái chất tình ca của em là chỉ hát Phạm Duy và Vũ Thần An, Ngô Thụy Miên, rồi Phạm Trịnh Công Sơn. Tacit không thể hát những nhạc mới. Nếu mà nói nhạc mới thì thật sự ra thế này nè, mình cũng đã có dịp mình đi nghe và thưởng thức Huy Tâm hát, thì mình thấy là cái nhạc mà Huy Tâm hát đó, nó cũng rất là đa dạng, chứ không phải là mình chỉ hát một loại nhạc mà thôi ha. Từ từ rồi mình sẽ trở lại Huy Tâm. Bây giờ trong phòng thon ngày hôm nay thì chúng ta thấy là có nhạc sĩ Hoàng Tiến Vân. Thì ngày hôm nay là cái ngày mà đầu tiên đó là Đình Quý cũng gặp anh, thì cũng biết anh qua những cái ca khúc mà Huy Tâm đã hát. Thì anh đã sinh hoạt trong lĩnh vực thánh ca từ khi nào thưa nhạc sĩ Vân? Ngày đầu tiên thì cho mình xin đích chính là mình không dám nhận cái tên nhạc sĩ đâu. Thì thực sự ra những cái sáng tác của mình tới nay thì chỉ đến trên đầu ngón tay thôi. Tại vì mình sáng tác trong hoàn cảnh nói chung là cũng hơi là đặc biệt, là mình cũng tham gia ra hát cao đài cũng từ nhỏ, cũng năm mười mấy tuổi cũng đi hát. Nhưng mà rồi khi lập gia đình thì qua bệnh biểu công việc gia đình, rồi mình bắn đi một thời gian cũng khoảng đâu 20 năm mình không tham gia ca đoàn. Vâng. Rồi sau đó thì khi mà công việc đó ổn định rồi đó thì mình cũng tham gia lại, cũng hát ca đoàn lại. Và đặc biệt là tới năm 2013 thì lúc đó thì mình chuẩn bị để qua định cư bên Mỹ, thì mình mới sắp xếp ngưng hết qua công việc kinh doanh đó, để mình chuẩn bị cho định cư Mỹ. Thì lúc đó mình mới có được cái thời gian rảnh, là lúc đó thì mình tham gia rất nhiều ca đoàn. À, mình đi hát bên Việt Nam ở Sài Gòn, hát rất nhiều ca đoàn. Và cái nhạc phẩm đầu tay mà mình sáng tác là nhạc phẩm mà ca sĩ Huy Tâm sẽ trình bày á, là Vì Ngài Là Tình Yêu, nó ra đời cũng trong một hoàn cảnh là vào cái mùa chay 2013. À, thì trong cái mùa chay thì nghe những cái bài giảng về mùa chay, về thống hối, về những đứa con hoang đàn, thì tự nhiên cái mình có cái cảm xúc. Và nhân từ lúc đó mình cũng và tầm qua là thất nghiệp đi, rảnh rỗi đó, mình có cái thời gian rảnh rỗi để mình ngồi mình trầm lắng lại, mình lại suy niệm. Thì lúc đó cái mình bất chợt mình sẽ nảy ra ý tưởng là mình sáng tác thôi, chứ còn trước đó mình hoàn toàn mình không biết sáng tác gì hết. Thì coi như anh cũng đã trả lời câu hỏi mà Đình Quý tính hỏi anh, là bởi vì khi xem cái bản nhạc mà vì Ngài Là Tình Yêu đó, thì mình thấy trong cái lời đó nó có một cái gì nó hơi là sám hối và thống hối. Thì mình cũng nghĩ là chắc đây là cái cảm xúc chính anh, đây cũng là một cái cảm hứng cho anh để sáng tác bài đó, đúng không thưa anh? Vâng đúng. Bây giờ mình cho Đình Quý quay qua Huy Tâm, thì
Trong một hoàn cảnh nào mà Huy Tâm lại có cái duyên với cái bài hát Vì Ngài Là Tình Yêu? Mà bởi vì khi mà mình Huy Tâm là một cái nhịp cầu, phải nói là cái nhịp cầu là bởi vì qua Huy Tâm mình biết được cái bản nhạc đó của anh, của nhạc sĩ Hoàng Tiến Tiến Vân. Thì bây giờ trong cái hoàn cảnh nào mà Huy Tâm hát cái bản nhạc đó? Thưa anh, là trong một cái hoàn cảnh cũng rất là đặc biệt, là Huy Tâm chịu phép thêm sức. Và Huy Tâm nghe một người bạn ở trong cái nhóm tân tổng của Huy Tâm hát giới thiệu một bài hát mới. Huy Tâm nghe thì Huy Tâm thấy, ôi tại sao cái melody nó đẹp và cái lời nó hay quá. Rồi Huy Tâm nói rằng là anh cho Tâm đi. Thế thì anh cho Tâm. Xong rồi đến cái ngày mà chịu phép thêm sức thì nhóm cũng đưa ý kiến lên cha, nói rằng là cho tụi con hát bài này, vì trong nhóm mà tụi con có một người là ca sĩ. Thế thì cha rất là dễ thương, cha đồng ý liền. Thì là nói với là anh Hoàng Tiến Văn là anh viết bài đấy bằng cảm xúc, mặc dù em chả biết anh thế nào, nhưng khi em hát cũng bằng cảm xúc. Và cái hôm đó em hát, tuy nó không được nghe lại, nó không được vừa ý, nhưng đó là cái cảm xúc rất thật của em. Dạ. Thì để mình bỏ túc một chút xíu, mà khi mà Huy Tâm nói là Huy Tâm có một cái sự đồng cảm với lại nhạc sĩ Hoàng Tiến Vân á, đó chẳng qua đó là trong cái tâm tình mà ăn năn thống hối và anh viết bài trong mùa chay, còn em thì là khi mình đồng cảm, có nghĩa là mình đang nằm ở trong cái tâm trạng là mình cũng đang ăn năn thống hối, thấy không? Thì tôi không sao hết, anh không thấy rằng anh thấy là em đang ngồi dưới chân Chúa, mà dưới chân Chúa là tất cả chúng con đều là tội lỗi, đều là mọn hèn cả, trong đó có cả anh nữa. Nhưng mà đây là anh ngồi giữa này, đây là trộm mà trộm lành, đây là trộm dữ. Thì em chào sao em cũng may mắn hơn. Tiếp tục, quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện của Giờ Thánh Ca Trên Chúa Đời Con với ca sĩ Huy Tâm và nhạc sĩ Hoàng Tiến Vân. Bây giờ xin phép cho được giới thiệu bản nhạc Vì Ngài Là Tình Yêu, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Tiến Vân, do ca sĩ Huy Tâm trình bày sau đây. Con là gì mà Chúa mãi bận tâm? Con là chi mà Chúa phải hạ mình? Con chỉ là kẻ bất tín mà thôi. Con chỉ là kẻ yếu đuối mà thôi. Con say mê tình trần, con đam mê bạc tiền, con dòng chơi lạc loài, con mãi đắm chìm trong ảo cuộc đời. Nhưng sao Chúa vẫn yêu con? Nhưng sao Chúa mãi bên con? Chúa đã đưa tay khi con gặp bão giông, Chúa vẫn chờ con bên đường đời u tối. Chúa vẫn chờ con quay gót trở về. Con là gì mà Chúa mãi đợi trông? Con là chi để Chúa gánh nhục mình?
con chẳng là giọt nước giữa đại dương, con chỉ là bụi đất thuở hồng hoang. Do nơi ân tình ngài con sinh ra làm người, nay vương bao tội đời con sẽ trở về xin ân thương của ngài. Con tin Chúa sẽ ân tha, con tin Chúa sẽ thương tha, Chúa sẽ đưa con đi qua vùng bão giông, Chúa sẽ dìu con qua vùng trời u tối. Chúa chính là nơi an phúc vĩnh hằng. Bởi vì Chúa là tình yêu, vì ngài chính là tình yêu, tình thánh ca Vì ngài là tình yêu, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Tiến Vân do ca sĩ Huy Tâm trình bày. Và như quý vị vừa biết là quý vị vừa nghe là quý vị đã thấm, chắc chắn là quý vị cũng đồng cảm với là Huy Tâm và cũng như là nhạc sĩ là có một cái tâm tình thống hối ăn năn vì tất cả chúng ta là con người là tội lỗi. Và điểm thứ ba mà ít khi người biết đến đó là cái người giới thiệu của bản nhạc cũng như có những người phải nói là đứng sau hậu trường behind the scene để mà tạo cho cái bản nhạc đó thì có một cái hòa âm hay. Đó thì bây giờ chắc phải nhờ Huy Tâm hoặc là nhạc sĩ nói một chút xíu là cái bài hát này nó hay như vậy thì ngoài người nhạc sĩ, người ca sĩ thì còn ai đã góp công góp sức trong cái bài này nữa thưa anh? Vâng, thì cũng ngay như từ đầu thì khi mà tôi sáng tác bài này thì tôi cũng không có ý định là phổ biến rộng đâu, mà chủ yếu là để hát rồi cho chia sẻ với anh em hoặc là bạn bè thôi chứ không có ý định. Nhưng mà qua đây thì nhân đây tôi xin cảm ơn vợ chồng hai đứa cháu của tôi, đó là nhạc sĩ Bảo Khanh với lại Quỳnh Anh đã giúp tôi giới thiệu cái tác phẩm này ra công chúng và đã hòa âm phối khí cũng như đã mời được nhạc sĩ Huy Tâm trình bày tác phẩm này để đưa đến tới tất cả quý vị khán giả. Chương trình đây tôi cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã công tác. Thì theo qua những cái mẫu chuyện mà anh chị em mình đã chia sẻ thì chúng ta thấy được là tất cả những cái sự việc mà xảy ra đấy là do cái sự an bài của Chúa. Nếu không có cái việc mà xin lỗi là đã hơi nói về đời tư chút xíu là như anh đã chia sẻ là trong thời gian anh bị mất việc đó, nếu không có cái chuyện đó xảy ra thì chưa chắc cái bản nhạc Vì ngài là tình yêu đã được ra đời, phải không thưa anh? Cũng giống như là Chúa dùng tất cả những người xung quanh để làm sao để làm vinh danh, ngợi khen, tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa mà thôi ha. Thì cũng cảm ơn nhau. Bây giờ cho trở lại với lại ca sĩ Huy Tâm. Khi gặp Huy Tâm cách đây một năm thì thú thật thì lúc đó mình cũng chưa nhận ra được Huy Tâm là Huy Tâm đã có cộng tác với lại một trung tâm Thúy Nghe thì phải. Dạ vâng. Nói một chút xíu là năm đó năm nào? Năm đó là năm 2007. Huy Tâm có hát cái chương trình Thúy Nghe là Đường Về Quê Hương của Lam Phương, cuốn 88. Anh nguyện một đời tình ta mãi là mùa thu yêu đương. Thì theo em nghĩ rằng là cách đây anh gặp em một năm, lúc đó anh chưa nghĩ rằng là em hát được thánh ca, không biết rằng là thằng bé này nó vào đây để làm gì. Thế bây giờ sau một năm rồi, anh cho em một cái đính chính đi.
Tại vì anh là ca trưởng của em mà. Chắc cũng không cần phải đính chính, bởi vì chắc quý vị đã đi theo dõi cũng như tham dự các thánh lễ thì cũng biết là Huy Tâm sinh hoạt trong một nhóm, nhưng mà Huy Tâm vẫn dùng tiếng hát của mình để cộng tác với các nhóm khác. Những cái lời hát của Huy Tâm đã phải nói là đánh động những người nghe. Cách riêng trong cái dịp sau này mình sẽ giới thiệu một số bản nhạc khác mà Huy Tâm hát. Thì như vậy là cũng là như là đính chính rồi phải không? Rồi sau khi cộng tác với Thúy Nga Paris thì Huy Tâm lại trở lại coi như cái danh từ gọi là freelance, coi như là mình hát ở nhiều nơi. Thì Huy Tâm đã từng cộng tác với đã từng hát ở đâu rồi? Sau khi mà Huy Tâm không còn hát với Thúy Nga nữa, sau khi được ký hợp đồng 2 năm, thì sau 2 năm, trong vòng 2 năm đó thì trung tâm tạo điều kiện cho mình hát khắp nơi. Thì cái đó cũng là cái tạo điều kiện cho mình có mối liên hệ với các tiểu bang khác, với các bộ show. Thì sau khi mà mình không còn nữa thì họ mình vẫn còn liên lạc với họ. Nên là khi họ cần thì là mình đi hát thôi. Thông thường khi mà một người ca sĩ hoặc là một người nhạc sĩ mà đến với chương trình của Giọng Thánh Ca Trên Chúa Đời Con á, thì không thể nào tránh được cái việc mà phải được yêu cầu để hát một bài hát hoặc là một khúc. Huy Tâm hát cho mình một câu của một ca khúc nào Huy Tâm ưng ý nhất. Để mình nhắc khéo nha. Ngay trong cái đêm, có một cái đêm mà Huy Tâm hát trong hội quán Lạc Cầm. Phải nói là đêm đó tuyệt vời. Vâng, cảm ơn anh. Trong một cái đêm nhạc thì em hát, đêm nhạc của em thì em hát khoảng 20 bài hoặc cả hơn. Hát live. Nhưng mà đây trong cái, ngay tại Dân Chúa Đời Con hôm nay thì Huy Tâm nghĩ rằng là Huy Tâm sẽ hát tặng anh và mọi khán giả đang coi một câu nhỏ của nhạc đạo. Rồi. Vâng, thì mới đúng là Dân Chúa Đời Con. Mời Huy Tâm. Sống trong mái nhà Chúa là sống miên man an hòa, đẹp mãi nỗi vui phục sinh. Sống trong mối tình của Ngài, hồn mãi êm nhẹ câu ca, vút xa theo niềm tin mới. Tình yêu vượt qua biên giới, Chúa ơi năm tháng nào nguôi, hồn con tựa nương bên Chúa, tháng năm sẽ không tan úa. Như thế là được rồi anh nhỉ? Cảm ơn Huy Tâm rất nhiều. Cảm ơn anh Tiến Vân. Chưa xong, còn nhiều yêu cầu mà hôm nay đi bây giờ để trở lại nhạc sĩ Hoàng Tiến Vân. Thì cái đứa con đầu tiên của anh đó là bài Vì Ngài Là Tình Yêu. Chắc chắn là anh không phải là có một đứa con rồi. Thế thì bây giờ cái đứa con thứ hai, anh có một cái lời giới thiệu nào cho cái sáng tác thứ hai của anh? Có phải là bài đó là bài Thiên Đường Trong Tôi? Vâng. Vâng. Nói chút xíu về cái ca khúc này. Vâng, thì cái thưa quý vị, cái nhạc phẩm thưa anh quý là cái nhạc phẩm Thiên Đường Trong Tôi thì nó cũng ra đời trong cái khoảng 2013 mà hồi nãy anh Tâm gọi là đang thất nghiệp đó. Đúng ra là mình sắp xếp công việc làm ăn ngưng lại hết. Chứ chúng ta là lúc đó là mình chuẩn bị lắng đọc cái tâm hồn mình lắng đọc thì nó cũng ra đời trong khoảng thời gian đó. Nhưng mà lúc đó thì tôi cũng chưa có viết, cũng chưa có cảm thấy nó chưa hoàn chỉnh, chưa hài lòng. Thì ra là cũng chưa có đi phổ biến ra nên hát với mọi người, cũng chưa phổ biến mà này. Rồi sau đó thì vô bệnh viện qua bên Mỹ này đó, thì tôi cũng gác vào bên, cũng không có thời gian để mà chỉnh sửa lại. Thì mới cái dịp này đó thì khi mà được mời lên tham gia chương trình này đó thì tôi mới mang đứa con thứ hai ra học dũa. Chắc chắn là cái đứa con thứ hai trong cái thời gian thai nghén lâu như vậy chắc chắn phải là đứa con ngoan, một đứa con anh cũng phải ưng ý. Bây giờ trong cái dịp mà đến với giờ Thánh Ca Cho Chúa Đời Con á, thì bây giờ chắc là mời nhạc sĩ trình bày sáng tác của mình thì là sao? Huy Tâm có đồng ý hay không?
Em rất là đồng ý. Đó, thì là nhạc sĩ viết được thì phải hát được. Mời anh hát cho em nghe với. Vâng, thì tất nhiên khi bà con của mình dù là nó xấu đẹp thì cũng là con mình thôi, thì mình phải yêu quý nó thôi. Thì nếu mà anh quý với lại Huy Tâm mà yêu cầu thì chắc mình phải chiều thôi. Rồi. Thì nếu mà lỡ có xấu tí xíu hay là cái gì đó thì cũng bỏ qua dùm nha. Xin cảm ơn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc Thiên Đường Trong Tôi, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Tiến Vân, do chính tác giả trình bày với phần phụ bè của Vi Tâm và Hiền Quý. Bao năm mãi mê gian trần, lòng tôi xa tình yêu Chúa, tim tôi trai đã hững hờ với bao tình mến của Ngài. Và rồi tôi chợt nhận ra cuộc đời này rồi sẽ đi về đâu, loài người rồi sẽ đi về đâu. Nếu không có Ngài, đời tôi nào biết đi về đâu. Nếu không có Ngài, đời mình rồi sẽ đi về đâu. Nếu không có Ngài, đời tôi còn biết trông cậy ai. Nếu không có Ngài, đời tôi chìm đắm trong mê lầm. Nay con kính tin nơi Ngài, đời con xin Ngài gìn giữ, tâm tư thao thức mong chờ, Chúa ơi xin hãy nhầm lời. Và rồi con chợt nhận ra cuộc đời mình được Chúa thương chờ che, hồn mình được Chúa luôn dìu đưa. Sống theo ý Ngài, đời con còn có chi buồn lo. Sống theo ý Ngài, đời mình đầy phúc ân tình yêu. Sống luôn có Ngài, đời con được sớt chia buồn vui. Sống luôn có Ngài, trần gian thành chốn đây thiên đường. Sống theo ý Ngài, đời con còn có chi buồn lo. Sống theo ý Ngài, đời mình đầy phúc ân tình yêu. Sống luôn có Ngài, đời con được sớt chia buồn vui. Sống luôn có Ngài, trần gian thành chốn đây thiên đường. Rất là hay phải không anh ca trưởng?